Ủa nè, thế mấy cái đuôi kia đâu mà vợ chồng con gái tụi bây hôm nay đi đánh lẻ một mình thế? Này, đó. Mấy đứa đi đâu đấy? Dạ, nhà con tính đi ăn bít. Ăn bít gì ta? Bít tết. À, thế còn mấy đứa em tụi bay đâu? Chắc giờ này chúng nó đang ăn mì gói ở nhà chứ gì. Trong khi anh chị thì đưa con đi ăn tiệm, còn con Báu có khi cơm đang tràn nước mắt đó. Cô Hoành, con Báu sao cô? Thì con Báu nó về sống với cái thằng chồng cũ vũ phu của nó đó. Cô Bông, thằng Quân hả cô? Thì còn thằng nào vào đây nữa? Ơi, Minh, bà Phúc. Anh giận em lắm luôn á Hạnh. Chuyện gì mà cũng giấu anh được nữa. Anh đổ lỗi cho em đó hả? Em thấy thằng Báu đáng thương hả? Em muốn nó bị người ta đánh chết em mới vừa lòng hả Hạnh? Hóa ra tất cả những chuyện này là lỗi của em. Ủa em đâu có dẫn tay nó dí vô cái thằng cha đó được. Anh ơi à. Đừng có làm nhảm nữa. Vô nhà đi. Không ai cưới em anh nuôi, nhưng mà không bao giờ anh chấp nhận cho em quay trở lại thằng đó một lần nữa. Nghe rõ chưa? Sao con giữ cô Năm lại? Cô đi hồi nào sao con biết được? Ở chung phòng không biết là sao vậy hả? Nè, anh đi ra đi. Đi ra ngoài. Anh làm cái gì vậy hả? Em của anh mà đến anh còn cản không được. Mắc gì anh kêu con mình cản? Thì nó cản không được, nó phải báo cho anh biết. Đằng này nó muốn cô Năm dọn đi lẹ, để nó có phòng riêng sớm chứ gì. Ủa nếu mà nó muốn vậy thì có gì sai? Con Báo nó hơn 30 tuổi rồi, nó phải tự lập, nó phải tự lo cho bản thân nó đi chứ. Lúc nào em cũng vậy chứ. Nè, anh định đi đâu vậy hả? Trời đất ơi, anh phải đi lôi con Báo nó về. Là anh mặc kệ nó đi. Trời đất ơi, nó là em gái của anh. Anh quan tâm đến con của anh kìa. Anh có biết là hôm qua con nhỏ vui biết chừng nào khi được đi ăn với ba mẹ không? Nhưng mà rồi sao? Sao lúc nào anh không nghĩ tới em của anh hết trơn vậy? Có chuyện gì vậy anh chị hai? Chuyện của con Phúc á. Báo bỏ nhà theo Quân nữa kìa. Trời ơi, người tôi ghét nhất là ba tôi. Ông ích kỷ. Ông chỉ biết lo cho cô chú thôi. Cái lúc mà mẹ tôi mang thai tôi á, ba tôi còn kêu mẹ tôi phá thai đi. Ba tôi chỉ muốn tập trung lo cho cô chú với các em của ông thôi. Hay mình để sau này mình hãy có em ổn mà, em không sao hết, em sẽ sinh con, em sẽ có con được mà. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình mình đang khó khăn quá em, rồi nhà Báo Dư nó còn nhỏ quá. Anh nói cái gì vậy? Phải khó khăn lắm mình mới có con mà anh. Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy? Em không bỏ con đâu. Anh bị điên rồi. Anh sẽ bị trời phạt cho mà coi. Phúc, thank you.
Cây Táo Nở Hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Vi Giải Trí.